Hello, chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe. Tiếp tục chương trình ký sự bonsai thì năm Thu quay trở lại điểm bán mai vàng online của anh Tám mà tọa lạc tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Trước hết thì năm Thu cũng rất chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Thu Bonsai cũng như là ủng hộ điểm bán mai vàng của anh Tám trong thời gian qua. Hôm nay thì tiếp tục anh Tám lại cũng nhập về một số giống mai. Đây là cái mai mai tàn các bạn ha. Mai tàn nhỏ có, lớn có để phục vụ các bạn. Các bạn mua những loại mai này về thì các bạn chỉ việc là tưới nước thôi. Tưới nước thôi là Tết là có thể các bạn hái lá. Hái lá là mình sẽ có được những cây mai mình chơi vào ngày Tết. Các bạn mua vào cái thời điểm này thì đương nhiên mình mua vào thời điểm này thì nó sẽ rẻ hơn lúc mà giáp Tết các bạn ha. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ gặp lại anh chàng Tám quen thuộc các bạn ha. Đây, hello Tám, hôm nay mình có gì mới không em? Xin chào cả nhà. Hôm nay Tám có về một lô hàng mai ba loại, cúc Tân Châu, vợ Phú Tân và mai Đại Lộc. Hôm nay về ba loại mai, giống nào cây nào cũng đẹp hết. Rồi số điện thoại của Tám là 0903175207. Ngày hôm nay là ngày 25 đến 50. Tám có thể nhắc lại số điện thoại một lần nữa được không em? 0903175207. Tám thân mến, thì cái chương trình hôm nay ngoài những cái báo giá bình thường cho những cái loại mai, rồi Tám cách thức làm việc của Tám cũng như là bán hàng có gì thay đổi không em? Dạ, trước mắt anh chị em cho Tám xin nói vụ ship cây. Toàn bộ tất cả là tấm ship cây trên thành phố. Rồi. Là miễn phí, chỉ cần alo là chọn cây số mấy là cây sẽ tới nhà. Rồi. Còn lưu ý thêm một xíu là những anh em ở xa quận 12 quá thì xin ship là xin mua 2 cây đi. Chứ nó nói vậy không phải là không bán, nhưng mà mua 2 cây cho Tám đỡ khổ. Như là đủ cái chi phí để mình mang ship hàng, tại vì cái đơn giá này nó hơi thấp đúng không? Dạ đúng rồi. Không phải là cao giá. Dạ. Thì ship 2 cây vậy cho nhỏ đỡ chết. Nhỏ mà ship 1 cây. Để tội nghiệp nhỏ già, nhỏ yếu rồi làm chịu sôi nổi ha. Nói tiếng nhỏ chứ chắc nhỏ đâu, chắc chết già. Chết già. Nói là chắc tôi năm nay cũng 55 tuổi rồi các bạn. Vậy thì, ha. Cái tuổi này không bẻ gãy được sừng trâu đâu nha. Thì mấy anh em chị em là cũng thông cảm ha. Ngoài ra cái xin cắt lời Tám chút xíu, rồi ngoài ra cái phương thức bán như vậy rồi là cái chương trình hôm nay là cái chương trình mà khuyến mãi, thì Tám có tiếp tục cái chương trình khuyến mãi để tặng một cái bàn xây phục vụ anh em như những lần trước không? Dạ có, mà để em không nói ship mới là ship thành phố, nên giờ nói thêm cái ship rồi Tám cũng xin nói thêm là ship ở tỉnh và Tám không bao ship ở tỉnh cạnh chị em. Ai ở tỉnh mua chịu khó trả tiền giùm cho Tám. Rồi. Tám chỉ có là tại vì Tám không gửi qua đường bưu điện, Tám chỉ gửi qua đường xe. Thì trước khi mà gửi cho các anh chị á, Tám sẽ bọc cây lại, bọc cho cẩn thận rồi Tám ra xe Tám gửi. Mà từ nhà Tám có nhiệm vụ là từ nhà Tám mà đi gửi, chẳng hạn như các chành nè, các bến xe nè, mà từ nhà Tám ra đó tới 15-20 cây số thì đường nó rất là xa, mà đường thành phố mười mấy 20 cây số bạn đi không phải giống như tỉnh quê đâu. Đi rất là Thôi ngắn gọn Tám ơi. Dạ. Thì em có khuyến mãi như đừng những đợt trước là những cái bàn xây nào không em? Rồi, làm cô bác xúc ruột đấy. Dạ. Hôm nay Tám cũng xin phép là Tám hơn gần Tết rồi Tám xin khuyến mãi, thay vì mấy bữa 4 cái thì hôm nay là 5 cái tăng lên ha. 5 lên. Này, dạ. Rồi cái phương còn thức còn riêng cái đại lộc lớn á. Thì có 5 cây đại lộc lớn thì đều khuyến mãi, mấy cây đó là đều khuyến mãi, ai mua đại lộc lớn đều có hết. Rồi. Rồi xong rồi anh. Rồi Tám có ý, Tám nói là vấn đề khuyến mãi cái bằng xây cũng như những lần trước. Lần này thì 5 cây mai đại lộc lớn là đương nhiên hàng đính kèm của một em là đều có cái bằng xây. Dạ, còn 5 em còn lại của cái lô hàng mai nhỏ thì những bạn nào 5 bạn giao dịch thành công đầu tiên thì được sẽ được tặng quà tặng là cái bằng xây. Dạ. Rồi vậy các bạn ha. Đây là cây đầu tiên. Tám ơi, mình chào giá luôn. Dạ. Để đừng để mất thời gian của bà con cô bác và anh chị ha. Dạ, đây cây số 1, cây đầu tiên giống gì đây em? Cây số 1 đây là cúc Tân Châu. Cúc Tân Châu, em xây một cái đi để cho nhìn kiểu dáng đi. Dạ. Đây, nhìn kiểu dáng rồi, em báo tao thông số. Thông số của nó là hoành 11. Hoành 11. Cao 67, ngang 55. Đây, năm Thu sẽ rất rất là cố gắng ha.
trong một chừng mực cho phép thì Nam Thu sẽ quay được cái góc cho các bạn thấy, cái chi tay chi cành. Có những cây mà giá thành nhỏ, cây nó nhỏ thì nó lùm xùm quá thì mình không quay được, mong các bạn thông cảm. Rồi em đọc là cái thông số lần nữa đi. Thông số là hoành 11, cao 67 ngăn 55. Cây này xây số 1 có giá là 700 ngàn. À, cái số 1 được chào giá là 700 ngàn. Giống gì đi anh? Dạ, cúc Tân Châu. Cúc Tân Châu, rồi ok, xin mời em số 2. Xin mời em số 2 ha. Đây, tiếp tục, em số 2, rồi, đây là giống gì đây em? Dạ, cũng cúc Tân Châu anh. Đây là cái lô hàng được chào giá vào ngày 25 tháng 11, 2019 các bạn ha. Dạ. Đây, em số 2 cũng là cúc Tân Châu. Bây giờ thì Tám sẽ xây từ từ thôi, đừng xây nhiều quá, các bạn con có bác sẽ bị chóng mặt. Đây là giống cúc Tân Châu. Rồi, em báo thông số đi em. Thông số nó hoành 12, hoành cao 60, ngang 52. Đọc lại lần nữa. Hoành 12, cao 60, ngang 52. Rồi, Nam Thu sẽ quay góc ha. Rồi, em vén lên, vén cái kêu. Đây là tàn không. Đây các bạn. Hơi tối chút xíu ha, tối chút xíu. Hôm nào mình thấy có lẽ Tám phải đầu tư cái đàn pha rọi vô. Dạ. Tại vì có những cây chân nó cao á, thì các bạn thấy rõ hơn. Còn có những cây này do cái tàn nó quá rậm, cây thấp tàn nó rậm, thành ra nó che nắng, nó che bớt cái ánh sáng đi. Dạ. Rồi, đây có nụ các bạn ha, thế Nam Thu quay từ trên xuống. Đây là nụ các bạn thấy không? Nụ gặp cây luôn đó các bạn ơi. Có nụ rồi bạn ha. Tàng thông ha. Cây tàng thông. Đây là một cái tàng mà rất được ưa chuộng của các bạn ở cái tỉnh phía Nam. Dạ, cây này cũng được, cây số 2 cũng được là 700. Rồi, em số 2 được chào giá là 700 ngàn các bạn ha. Rồi, xây qua một cái đi Tám ơi, xây nhẹ nhẹ thôi. Ok, rồi, để tiếp tục, xin mời em số 3. Cái trường lộn quá ha. Em số 3. Đây, em số 3 cũng được đánh tàng thông đó các bạn. Cái cành lá rất là xum xê. Em này cũng là mai cúc Tân Châu không? Dạ, cúc Tân Châu luôn. Rồi, bắt đầu thông số đi em. Bạn thấy lá rất là xanh tốt. Dạ, hoành 12, cao 55, ngang 55. Hoành 12, cao 55, ngang 55. Các bạn lưu ý là thông số đã được Tám đo trước đó thì Tám bảo đảm về vấn đề là cái độ chính xác của thông số đã được báo cáo ha. Dạ. Đây Nam Thu sẽ cận cảnh chút xíu cho các bạn thấy được cái rễ của em này đây. Đây các bạn. Đây các bạn ha. Đó các bạn thấy không? Đó nó cũng tùy cây mình có thể mình thấy rõ nét không. Cây này bộ rễ khá đẹp. Bộ rễ nó mang cái hình dáng dấp cũng hơi quế quái. Dạ. Hơi cục, hơi kỳ, hơi quế quái mà dạ, cũng là rất đáng yêu. Rồi, em số 3 được chào giá bao nhiêu đây Tám nè? Dạ, cũng 700 ngàn luôn anh. Em số 3 cũng được chào giá là 700 ngàn đồng giá. Đây là cây Nam Thu chia sẻ với các bạn, đây là cái mặt bông đó đây. Cúc Tân Châu. Này là mấy chục cánh đó các bạn. Bạn thấy không? Đây là cái bông được hái trực tiếp từ cái cây số 3 đã báo cáo với các bạn. Rồi xin mời em số 4 lên đi Tám ơi. Dạ. Khá thơm các bạn, cúc này khá thơm. Rồi, xin mời các bạn, chúng ta em số 4 cũng là giống cúc Tân Châu hả Tám? Tân Châu, dạ. Cúc Tân Châu, với một cái đơn giá này Nam Thu nghĩ là nó khá mềm, dành cho các bạn mới bắt đầu tập chơi. Thì cũng rất ok các bạn ha, mình thử trải nghiệm chỉ tốn hơn 700 ngàn thôi là mình đã có sở hữu được một em. Rồi em báo cáo thông số của em này cho em. Thông số này là hoành 12, cao 55, ngang 55 luôn. Hoành 12, cao 55, ngang 55. Dạ. Hoành 12. Rồi anh quay cái đế đi. Rồi. Cái này là nó cái đế giống thú hình con gì á. Nó có hai cái chân của nó. Đây. Anh quay đó cho anh em ta coi đó. Cái này được cái đế giống thú hình con gì á. Cái lần sau có lẽ mình phải đầu tư một cái đèn ha. Dạ. Cái đèn cho nó. Đứng lên đây, các bạn thấy không? Đây, các bạn thấy rồi phải không? Đây là em số mấy đây Tám? Dạ, em này là em số 4. Em số 4 hả? Dạ. Rồi, em số 4 này được chào giá là bao nhiêu đây em? 700 ngàn anh. Cũng 700 ngàn, rồi xây em nó một vòng đi. 700 ngàn. Rồi, tiếp tục xin mời em số 5. Mời em số 5
có khi nào lộn không? Dạ không anh. Ừ, đây em số 5 được lên sàn diễn nè các bạn. Đây em số 5 thì em này thì dốc dáng là thanh mảnh, cao ráo hơn chút ha. Em số 5 cũng là giống Cúc Tân Châu hả? Dạ, Cúc Tân Châu luôn anh. Tám ơi, em báo cáo tiếp tục em. Báo cáo thông số của em số 5, thứ mấy số 5 hả? Số 5 anh. Quanh 11, cao 75, ngang 60. Quanh 11, cao. Em này là có dáng lông. Em đọc lại thông số đi em. Quanh 11, cao 75, ngang 60. 60. Rồi, em số 5 này được chào giá là bao nhiêu đâu? Dạ, 700. 700. Em số 5 được chào giá là 700 các bạn. Dạ. Rồi, quanh cái đế cho anh ta ngon. Rồi, xin chào. Rồi, tiếp tục chào giá em số 6. Em số 5 cũng chào giá được 700 ha. Giá 700. Em đem số 5 hả? Dạ. Ừ. Rồi, bắt đầu em số 6 đây. Số 6, để điện thoại xa đi đó. Nhạc nhiều, nhạc chuông nhiều. Rồi, xin mời em số 6. Đây, em báo cáo em số 6 đi, xuất xứ từ em đâu nè? Em số 6 này cũng là Cúc Tân Châu. Cũng là Cúc Tân Châu. Cái quành em này hơi lớn á, 13. Cúc cao Tân 62, Châu. Ngang 55. Rồi, em báo cáo thông số lần nữa đi. Quành 13, cao 62, ngang 55. Đấy, năm cận gốc ha. Đây, góc đây các bạn. Đây, các bạn thân mến, nhánh nó nhỏ quá, hoặc là chi chích quá thì nông thu không có nhánh được, thì nông chỉ vén lên cho các bạn xem cái góc nó thôi ha. Rồi, cho các bạn rõ nè. Rồi, em số mấy? Dạ, em số 6, em số 7 anh. Em số... Em phải chú ý số chứ. Em số mấy? Tôi đang làm ghế nha, chú ý gọi lại nha. Em số mấy đi? Máy về rồi, Em này số 6 nha. Em số 6 không? Đúng rồi. Em phải đánh cái số nào xong rồi em để một lô riêng theo thứ tự nữa, em sẽ dễ nhớ hơn. Dạ, em số 6. Em số 6 hả? Dạ. Em để sắp thứ tự, đừng có để lộn xộn, thì mình đếm có một dãy đó mình sẽ biết được liền cái gì đó. Em số 6. Dạ, em số 6 này được chào giá là 700 ngàn luôn. Rồi, 700 ngàn, rồi. Rồi, tiếp tục, tôi mời em số 7. Đó, em cứ để theo cái lô vậy, chút mình sắp lại. Em số 7. Ở đây có làm bê báo chưa? Đó là mà nó làm, còn con cây này luôn đó là. Em làm như vậy rất là dễ lộn. Tiếp tục chia sẻ với các bạn, em số mấy đây? Em số 7. Em số 7, rồi xây với... Cái này tàn là xứng xê luôn, cái tàn rộng lớn. Em số 7 này cũng là Cúc Tân Châu luôn phải không? Dạ. Rồi, báo cáo thông số đi. Dạ, quanh 13, cao 67, ngang 65. Tập lại lần nữa đi. Quanh 13, cao 67, ngang 65. Rồi, Nam Thu sẽ quay góc cho các bạn thấy ha. Đây, bạn thấy đây. Theo yêu cầu của các bạn, Nam Thu sẽ quay góc. Lại góc cho bạn thấy luôn, cho xe lại góc. Rồi, đi xe quan vòng nữa, còn cảnh. Cây này là cây số 7, số được. 7 cũng chào giá 700 ngàn. Em số 7 cũng được chào giá là? 700 ngàn. Cũng được chào giá là 700 ngàn. Các bạn lưu ý, lô hàng đầu tiên, lô hàng những em giá rẻ, thì bạn nào giao dịch thành công, 5 bạn giao dịch thành công đầu tiên sẽ được... khuyến mãi thêm một cái bàn xây các bạn ha. Rồi, mời em đem số 8 ha. Đây em số 8 phải không? Dạ, em số 8. Tấm nhớ lộn dùm ha. Dạ. Đợt trước mình đã lộn rồi, đợt này cố gắng đừng cho lộn nữa. Dạ. Các bạn thân mến, lộn số là do ông 8 nha, phải do ông Thu ha. Ông Thu dẫn chương trình thì ông Thu không tài nào mà mình chú ý dẫn chương trình, thành ra mình không nhớ được số thứ tự đâu. Dạ, xin cáo lỗi, xin mọi người thông cảm bỏ qua. Đôi khi làm thì học dịch nó còn lộn nữa mà. Không, bây giờ không phải chiến dịch mà chiến cốt cũng lộn luôn. Dạ. Đây, chịu dáng ha. Em số mấy đây? Nói gì quên. Số 8. 8 em... số 8, rồi báo cáo thông số đi em. Dạ, hoành 9, cao 60, ngang 50, nhưng mà cái em này được cái bộ đế là rất là dễ thương, con gì đó, hình rồi, gì đó, 50, quay rồi, đi. Rồi, năm cận cảnh nè, năm cận cảnh. Hình con gì đó nè, các bạn coi nè nha. Hình con thú này rất đẹp. Đây nè, có cái mỏ đây ha, có cái chân đây ha. Này, mấy chân cái này giống con chó hơn sao? Con chó, con gì, mình chẳng biết, bộ đế rất dễ thương. Ai thích nhậu thì nhịn thì ra con chó. Dạ. Còn không thích nhậu thì nhịn ra con gì thì ra. Đây, đặt rồi.
À, rất tiếc cái lần sau đó mình có cái đèn pin, bây giờ mình rõ ra. Dạ đúng rồi, à, lỡ lần này lần sau. Rồi các bạn thông cảm ha. Rồi, em số mấy đây? Dạ, em số 8 cũng được chào giá 700 ngàn anh. Em số 8 cũng được chào giá là 700 ngàn. Cái này nó hơi nhỏ chút mà màu đế rất đẹp. Đây là lô hàng được chào giá vào ngày 25 tháng 11 2019 các bạn ha. Rồi, thì Phú Tân nha. Mỗi một tuần thì 8 sẽ nhập lô hàng về một lần. Ngày thứ hai, trưa thứ hai sẽ được phát sóng. Nếu mà Năm Thu bạn công việc thì sẽ là trưa thứ ba các bạn ha. Các bạn là nhớ đón xem để ủng hộ 8 cũng như ủng hộ kênh Thu Bonsai. Tiếp tục em số 9 phải không? Em số 8, anh số 9, đó. Đây Phú Tân anh. Đó không cứ lộn nữa, cái số phải nhớ đi. Đây là em số 9. Dạ số 9 anh. Giống Phú Tân. Dạ Phú Tân. Hồi nãy mình Phú Tân, hồi nãy là Tân Châu. Hồi nãy là Cúc Tân Châu, bây giờ là Mai Dạo Phú Tân. Các bạn lưu ý điều đó. Cúc Tân Châu và Mai Dạo Phú Tân là hai giống khác nhau các bạn ha. Đây, các bạn có thể chiêm ngưỡng qua đi em đó rồi. Rồi, đọc thông số đi anh. Thông số của cây này là hoành 14, cao 65, ngang 55. Rồi, đọc lần nữa anh. Ngang 57. Em đọc hai lần. Hoành 14, cao 65, ngang 57. Rồi, Năm Thu sẽ cận cảnh cái bộ đế ha. Nó đây, góc đây. Nói góc thôi chứ nói đế nghe nó hoành tráng quá, tao cười chết. Tại cây mình cây nhỏ mà. Đừng giá trị nó thấp, đưa giá nó thấp thì các bạn phải thông cảm thôi. Rồi, đó đây các bạn ha, bạn thông cảm ha. Tại vì tiền làm của nấy, cái giá trị của cái cây bao giờ nó cũng tỷ lệ thuận với cái kiểu chiều cao với kiểu dáng không. Tại các bạn có đơn giá thấp, các bạn không thể nào các bạn đòi hỏi mua được những cây mà cái cũ chà bá được hơn. Đó là điều, đó là điều tất nhiên mọi người cũng phải công nhận được đó thôi. Dạ. À, em là em số mấy? Em số 9. Dạ, em số 9. Được chào giá bao nhiêu đây em? Dạ, em số 9 được chào giá 750 anh. À, em số 9 được chào giá 750. Đây một cái con giá, cái đơn giá Năm Thu nghĩ là cũng là khá phù hợp. À, khá phù hợp cho các bạn mà yêu thích mai vàng. Em số 9 rồi ha. Dạ. Rồi tiếp tục em số 10. À, số 10. Cảm ơn nhớ giùm tôi cái ông kẹ. Dạ. Dít nó lộn nhưng mà ông không được lộn. Đúng không? Trứng thì được lộn chứ riêng 8 thì không, 8 không được lộn nha. Lộn đúng rồi. Rồi, 8 cứ quay nhẹ nhẹ thôi, chậm thôi, quay nhìn chút mặt gần chết. Rồi, tiếp tục báo cáo thông số của cái em số 10 này cũng là Cúc Tân Châu. Em số 10 này hoành 12. Ừ, hoành cao 65, ngang 52. À, đây Cúc Tân Châu hả? Đây là Phú Tân à. À, xin lỗi các bạn, Cúc Phú Tân, Phú Tân với Tân Châu có lá nó tròn, nó mập. Còn Cúc Phú Tân cái lá nó dài, nó gần giống như Đại Lộc. Giống như Đại Lộc vậy. À, gần giống như Đại Lộc. Rồi, Năm Thu sẽ quay góc theo yêu cầu của các bạn. À, đây, Năm Thu sẽ. Này cũng có bộ đế dễ thương, bộ đế mâm. À, đành rằng mà khi mà vấn đề mà giao dịch mua bán thì dù cây 1 đồng hay cây 100 đồng người ta cũng có đòi hỏi nhìn kỹ hơn. Đúng rồi. Nhưng mà các bạn thông cảm một điều. Có những cây đơn giá thấp thì cây nó nhỏ, thành ra mình quay góc quay tàn rất là khó quay. Thành ra các bạn hiểu điều đó và thông cảm cho Năm Thu ha. Rồi em báo thông số em này chưa? Dạ thông số này là hoành 12, cao 65, ngang 52. Em số 10 phải không? Dạ em số 10 cũng được chào giá 750. Được chào giá là 750. Em đọc lại cái thông số đây em. Hoành 12, cao 65, ngang 52. Rồi ok. Rồi em số 10 cũng được chào giá là 350. À tiếp tục 750 anh. À, xin lỗi các bạn. Nói lộn vậy 8 cho nó chết, 8 nó phá sản á. 750 nha các bạn. Tôi nói lộn, tôi nói lộn tá lão binh đó ngoại ơi. À, giờ cái đó giờ nói xong rồi số nhớ không? Lần sau phải đem theo cục phấn ghi xuống đất đó, ghi xuống nền nhà, xuống máy á. Dạ đúng rồi đó, anh nói gì đúng á, lý á. Số này số mấy đây? Vậy nè. Cái này là cây số 11. Nói chưa? Ê, giờ cứ ghi lại cho cái ghế đi. Ghi lại cho cái ghế số 11 đi. Ở cái, 11. Đó, cây số 11. Rồi. Đúng không? Đúng không cha nội? Đúng không? Dạ đúng rồi. Cây số 11. Đó giờ ghi cho đâu đó mình nhớ để mình ghi tiếp tục đi, lộn hoài lộn quỷ lộn hoài ai mà chịu nổi đây. Cây số 11. Lâu lâu lộn lần thôi cứ lộn riết. Rồi, em xây một cái xong rồi đồng thời em báo thông số em số 11. Em 11 này cái hoành 15, cao 65, ngang 60. Rồi. Đều là dáng tàng thông hết nha các bạn. Đều là tàng thông, đây là một cái kiểu dáng mà các bạn ở phía Nam rất ưa chuộng. Em số 11 này cũng là đến từ Phú Tân. Tân. Phú Tân phải không? Phú Tân anh. À, Phú Tân. Rồi, Năm Thu sẽ cận cảnh ha, cận cảnh góc đây. Rồi, em này được chào giá là bao nhiêu đây em? Dạ, em này được chào giá là 800 ngàn anh. Được chào giá là 800 ngàn. À, em được chào giá là 800 ngàn. À, được chào giá 800 ngàn.
800 ngàn các bạn ha. Nói chuyện là muốn hụt hơi luôn á. À, phải làm dài chung nữa có đúng rồi, chắc mày phải uống dài chung đó. Uống dài chung nó mới có lực chứ không có uống dài chân không có được ai phù hộ đâu. Không có ông phần ông thần lưu linh phù hộ thì mới có lực có sức và báo giá. Đây tiếp tục chia sẻ các bạn, em số 12, em ghi giấy số 12 đi. Số 12. À. Đây, em số 12 à, cũng là à, Mai Dạo Phú Tân. Rồi đọc thông số đi em. Hoành 12 cao 70 ngang 60. Hoành 12 cao 70 ngang 60. Rồi, cái này cũng là tàng thông hết nha các bạn. Tàng thông. Rồi, em số 12 được chào giá là bao nhiêu đi em? Dạ, cũng 800 ngàn anh, được bộ đế mâm đó. Được 800 ngàn ha. Rồi. À, em số 12 đã được báo cáo thông số và được chào giá xong. Rồi. Rồi tiếp tục à, xin mời cô nàng số 13. Đây cô nàng số 13. Em số 13. Để nằm di chuyển sang hướng này cho thấy nó rõ hơn không? Di chuyển sang hướng này rồi. À hướng này rõ hơn, hướng này rõ hơn. Rồi, cho cái ghế lại, cái ghế lại trên nào. Em số 13. Đây, góc này rõ sáng hơn. Em số 13. Ở đây cũng Phú Tân luôn anh ơi. Dạo Phú Tân, dạo Phú Tân. À, đặt thông số đi. Hoành 12 cao 65 ngang 55. Rồi. À, anh sẽ cận góp nó đây. Cận góp rồi ha. Đây, góc độ này nó hơi rõ hơn chút à, tại ánh sáng các bạn, ánh sáng hắt ánh sáng xung quanh toàn là những nhà cao tầng. Thành ra khi mà chọn góc độ nó cũng hơi bị khó khăn một chút xíu à, mong các bạn đã ủng hộ Năm Thu và đảo mở 8 thì thông cảm giùm. Thông cảm giùm các bạn ơi. Rồi, em là em số mấy đây? Dạ, em số 13. Em số 13 được chào giá là? 800 ngàn luôn anh. Được chào giá là 800 ngàn. Rồi, à, tiếp tục xin mời cô nàng số 14. Xin mời em số 14. Em số 14. À. À, lô hàng này tánh nhập về có rất nhiều cây xanh tốt, lá xanh mượt. À. Các bạn yên tâm, à, bông rất là nhiều, nụ rất là nhiều ha. Đây, em này, em số 10, đánh dấu chưa? Đánh dấu chưa 14 chưa? 14. À, 14. Em số 14 à. À xây cái đi, xây đều. Rồi. Đọc thông số, em dạ, số 14. Thông số hoành 13, cao 64, ngang 55. Rồi, ok. Rồi, bộ đế này cũng dễ thương lắm. Đây, bộ đế ha. Đây đây. Giếng cái giá là lá là giếng cái lá là thật. À, đế cũng dễ thương nha anh em. À, bé xinh xinh rất là đáng yêu. À, em số 14 này rất là đẹp đó các bạn. Rất là đẹp em à, em nào lọt vào mắt xanh của Năm Thu rồi cũng hơi bị khó khăn đó à, các bạn lưu ý những các em nào Năm Thu, Năm Thu cho nó cái điểm nhấn là các bạn thấy là đó là sở thích riêng cá nhân của Năm Thu, còn các bạn là tùy vào các bạn nữa ha à, ý cái Năm Thu thích 14 này thích có 800 ngàn luôn nha. Em số 14 là cũng được chào giá là 800 ngàn. Em số 14 này Năm Thu rất là dạ, thích tàng rất là đẹp. Rồi, đẹp cũng nhất rồi à, xin mời xin mời cô nàng số 15. Hôm nay đợt mai về đợt này từ Phú Tân đến Tân Châu đều hợp này. Ừ, rất là. À. Số 15. Em số 15. Đây, em số 15 được ra mắt cô bác cho anh chị. À. Đấy lộn hoài. À, lộn số hoài là phiền lắm, được rồi là thiếu con số 7. À. Thiếu số không sợ, mà sợ hai con trùng số á. Dạ, sợ dạ, trùng dạ, số mà con số khó đó. À, trùng số mới khó. Đây, em là em số 15 phải không? Dạ, em số 15. À, Năm Thu sẽ cần a à, sẽ bao quát cái dáng kiểu dáng, nói chung là tất cả đây thường thường là dáng dáng thông. À, dáng thông đẹp. À, đàn thông các bạn. Rồi, em đọc thông số em số 15 này đi. Em số 15 này là quanh 15, quanh. Cao 60, ngang 65. Rồi, đây. À. Em này được cái bề ngang đó, nó rộng rãi quá. Đây.
bộ đế luôn các bạn. Rồi tiếp tục cho thông số. Em này là hoành 15 cao 60 ngang 65. Rồi được chào giá là 800 ngàn luôn anh. 800 ngàn. Đây, các bạn lưu ý đây là giống mai dạo Phú Tân. À, dạo Phú Tân các bạn. Đây năm thu cận cảnh những cái nụ ở đây. Bạn thấy không? Rất là nụ rất là nhiều. Cây nào cũng vậy thôi các bạn ơi. Nè cái giống mai này thì nó xiên nụ lắm. Nó xiên nụ rất là nhiều. À, đây cái thời kỳ nó đang đóng nụ. Những cây nào nụ lớn thì nó rất dễ nở. Rồi xong chưa? Nhiều. Rồi. Em số bắt đầu em lên số 16. Rồi, tiếp tục chào giá em số 16 đi. Rồi, giá em số 16. Em nào cũng dáng xinh xinh dễ thương. Đây, anh này là đàn thông rất là. Em mua máy hả? Chị chờ chút nữa chị chờ em số 16. Chị chờ chút em ơi, 16. Đây là em số 16 được được âm thu cho lên sàn để cho các bạn chiêm ngưỡng ha. Và em xem một lần nữa đi em. Này cái mâm xay nó nhẹ quá, xay nó nhẹ cái cũng quay quá trời quá. Đọc thông số, đọc thông số em 16 đi. Em 12 cao 75 ngang 57. Rồi để âm thu cận cảnh góc ha. Góc em này thì hơi khiêm tốn chút xíu nhưng buồn lại thì em này có một cái dáng rất là đẹp. Đẹp, dáng thông. Dáng rất là đẹp ha. Tàn điêu luôn. Rồi, em là em số mấy? Em số 16 anh. 16, không làm dấu cho hơi quên. Em số 16, 16. Rồi, được chào giá bao nhiêu đây? Dạ, cũng 800 ngàn. Em số 16, được chào giá là 800 ngàn các bạn ha. Rồi, ok, để tiếp tục mời em số 17. Bây giờ qua em số 17 là qua Đại Lộc nha. Ok, em số 17 các bạn thân mến, em số 17 là được là qua Đại Lộc. Đại Lộc cây to phải không Tám? Có mấy cây nhỏ, mấy cây to. À, Đại Lộc, à, em số 17 là cây Đại Lộc. Từ từ, cháu nó cũng như. Đây, em này em bé bé xinh xinh, cô nàng bé bé xinh xinh, em số 17. 17 đây, 17 đây. Đọc thông số đi em. Em số 17 là giống 8 cao 50 ngang 40. Giống Đại Lộc nha các bạn. Rồi năm thu sẽ quay cái góc đây. Dù nhỏ hay dù lớn thì năm thu cũng sẽ quay cái góc để cho các bạn thấy. À, nhưng mà nhiều lúc cái góc nhỏ thì các bạn nhìn nó không rõ nét thì các bạn thông cảm cho năm thu cái chuyện đó ha. Rồi. Em số 17 này được chào giá 500 ngàn anh. Được chào giá 500 ngàn. Rồi, xin mời em số 18. 18. À. Rồi, em số 18. Ghi vô hơi lộn nữa, số 18. Em số 18. Rồi, em số 18 nè, báo cáo thông số đi em. Quanh 11. Cao 45, ngang 45. Rồi. Em này được chào giá là bao nhiêu đây? 500 ngàn luôn anh. Được chào giá là 500 ngàn. Em số 18. Em số 18 thấy chưa? Mai là ghi rồi, ông ghi lộn chút rồi rối rồi. Được 500 ngàn, số 18 là chào giá 500 ngàn. Đây là giống cây Đại Lộc. Cây này mới ghép vô ha. Rồi, tiếp tục, giờ còn là 5 em Đại Lộc lớn không? À, các bạn thân mến, 5 em Đại Lộc lớn này, hàng đính kèm là một cái bàn xay. Nếu các bạn nào không thích thì các bạn có thể nhường bàn xay lại cho những bạn có lô hàng sau cũng được ha. Không bắt buộc phải ôm cái bàn xay đó về nhà cho nó mệt đúng không Tám? Dạ đúng. Các bạn có nhu cầu. Vừa rồi á, có rất nhiều anh em gọi để mua cái bàn xay. Chỉ giá bàn xay này cỡ hơn 200 ngàn nhưng mà tao không bán. Dù giá trị nó như thế nào tao không bán, tao chỉ ăn thôi. Muốn chia sẻ chi ăn với các bạn đó ủng hộ điểm bán bây giờ online của anh Tám. Tại phường Tân Chính Hiệp, quận 12. Đây là em mai vàng là mai vàng mai Đại Lộc lớn. À, lưu ý, mai Đại Lộc lớn hàng đính kèm mẫu một em đều có một cái bằng xây. Nếu các bạn nào đã có bằng xây rồi các bạn không có nhu cầu thì các bạn có thể gửi lại đến nhà vườn biếu cho người khác. Tại vì bằng xây đó là vấn đề quà tặng tình cảm chứ không phải là vấn đề kinh doanh nữa ha. Đó, thành ra các bạn lưu ý điều đó chứ không phải là Tám nhận về để Tám bán cho người khác, Tám cũng biếu lại cho người khác thôi. Không giờ bán rồi. Em đọc thông số của cây mai Đại Lộc lớn này đi. Cái này có bộ tàn khá đẹp, rộng, lớn ha. Rồi em đọc thông số đi. Hoành tới 20 lận. Hoành 20, chiều cao. Cao 1m. Cao 1m. Ngang 80. Ngang 80. Đây. Rồi, để năm thu những cây lớn năm thu cận cảnh nụ đây. Nụ nhiều lắm. Bạn thấy không? Nụ rất là nhiều nè. Rất là xiên nụ nè các bạn.
Nói chung là cái dòng mai, cái mai Đại Lộc này nó rất là siêu nụ, các bạn cứ yên tâm đi. Nụ nó nhiều mức độ mà nó nở, coi lúc nó nở cả tháng trời vẫn còn nở đó các bạn. Nó rất là nhiều nụ. Nó không phải như những cái loại mai khác, loại mai này rất là siêu nụ, thành ra rất được nhiều các bạn cô gái dành cho nó cái tình cảm nồng nồng nàn nhất. Đây, nằm thuộc sư quầy góc nè, quầy góc đây. Này được dán tàn thông, nó dán lông nữa, nó cong cong quẹo quẹo. Bộ tàn này rất dữ, bộ tàn này cao. Rồi, em này, em số mấy đây? Em số 19 anh. Em số 19 được chào giá là bao nhiêu đây? Dạ, 1 triệu 700 ngàn anh. Em số 19 được chào giá là 1 triệu 700 ngàn. À. 1 triệu 700 ngàn, rồi, ok. Rồi, tiếp tục em số 20. Tiếp tục em số 20. Anh nắm nó nặng mà. Bỏ chút, bỏ bớt cái bằng xây xuống bớt đi. Cây nó cao rồi. Bớt bằng xây, nắm nút ra mẹ. Nút ra. Đây, em này em số mấy đây? Em số 20. Em số 20. Em này là có bộ đế, có hình thú, con gì vậy đang nằm giống thằng lằn gì vậy? Em số 20, tàng siêu chút ha. Hơi siêu chút thôi mà. Hơi siêu chút. À, cũng đánh tàng thông. À. chân đấy, cao chân rộng bộ tăng đậm đập. Rồi đọc thông số này đi, đọc thông em số này có thông số là hoành 14, cao 90, ngang 76. Rồi báo cáo giá mày luôn, cho giá luôn. Dạ anh quay đấy, anh quay cái góc cho người ta thấy đây, này hình con gì vậy? Góc thoáng này dễ thấy thương. Nó đang nằm đây các bạn. Rồi, em là em số mấy? Em số 11 hả? Em số 20 anh. Em số 20. Số 20. Được chào giá là bao nhiêu đây? Dạ, cây này được chào giá 1 triệu 7 50. 1 triệu 7 50 các bạn ha. Em số 20 được chào giá là 1 triệu 7 50. Rồi, tiếp tục xin mời em số 21. Em số 21. Em số 21. Đây, em số 21. Đều có dáng tầm thông, bộ tầm rất đẹp, lẫm đạp. Nụ rất nhiều. Em số 21, Đại Lộc nằm trong số 5 cây lớn, được có quà khuyến mãi kèm theo là có bằng xoay. Đọc thông số đi em. Thông số này là hoành 20. Hoành 20. Hình lớn nha các bạn. Cao 89. Ngang 75. Rồi. Anh quay bộ đế này, đế dễ thương. Rồi. Quay bộ đế đi nè. Rồi. Quay đi. Rồi, có giá em số 21 rồi đi. Em số 21 này có giá 1 triệu 8. 1 triệu 8 các bạn ha. 1 triệu 8. Rồi, tiếp tục chào. Tiếp tục em số 22. Em số 22. Nặng quá. Khỏe như 8 mà còn quái, anh 5 là bó chiếu rồi. Rồi. Em số 28 cứ xây đi, xây. Em này cũng dán tàn thông á. Em số mấy đây, em số 22 không? Em số 20. Em số 22. Rồi, đọc thông số em số 22 đi. Cũng quanh 20, cao 90, ngang 75. Mai Đại Lộc thì các bạn hỏi nó về nụ ha. Nụ nó là thôi, cả cây. Rồi, em số 12 được chào giá bao nhiêu đây? Em số 22 được chào giá 1 triệu 9. Số 22 được chào giá là 1 triệu 9. Ok. Xây em nó bằng cái. Rồi, cuối cùng là em số 23 phải không? Dạ. Cuối cùng là em số 23 cũng từ từ cũng ra mắt cô bác anh chị. Em số 23
Điện số 23 này đẹp đẹp. Ừ, số 23 này. Rất rộng. Đang đi một rộng. Năm quay bộ đế đó mà. Có chứ, đang vô mình. Đang vô nhưng mà ngồi đang vô được mà ánh sáng đủ mà, tại những cái cây lớn này các bạn biết không, khi mà nó lòi cái rễ ra, nó lòi cái thân ra thì rất là dễ quay, chỉ ngồi một chỗ thôi mình vô bóng kính là được rồi. Còn có những cây nhỏ mình không tay nào mình làm được các bạn, tại vì lá nó quá rậm, rất là khó thấy, thì các bạn thông cảm với Long Thu điều đó ha. Em là em số 23, cũng là em cuối cùng có chương trình báo giá ngày 25 tháng 11 2019. Em đọc thông số đi. Những em lớn này đều có quà cầm theo là bonsai sai nha. À, anh Nam mới nhắc nhở đó. Quanh cũng 20. 20. Cao 75 ngang, 75 luôn. À, cái này rất đều tàn. À, có bộ đế là hơi quái ha. Rồi, em này được chào giá là bao nhiêu đây Tấm? 1 triệu 9 luôn anh. Em cuối cùng cũng được chào giá là 1 triệu 9. Cứ chừng cuối cùng là cô nàng số 23. 1 triệu 9. À, 1 triệu 9, rất là nhiều nụ. Rất là nhiều nụ đây. Năm thu từ trên quay xuống cho các bạn có thể hình, có thể mà chiêm ngưỡng nó rõ nét hơn. Rồi, à, ok. Rất là nhiều nụ các bạn thấy không? Quá trời nụ. À, rất là nhiều nụ nè. Rất là nhiều nụ. Rồi, à, đến đây thì cái chương trình báo giá của Đồng Thu đã cũng đến hồi kết thúc. À, cảm ơn các bạn đã ủng hộ điểm bán mai vàng online của anh Tám và ủng hộ kênh Thu Bonsai. À, chúc các bạn là gia đình thật nhiều sức khỏe. Nếu các bạn thấy clip này phù hợp thì các bạn nhấp like ủng hộ tinh thần của Năm Thu. Còn bạn nào mà chưa subscribe thì nhớ subscribe để nhận được từ Năm Thu những video mới nhất. Bye bye các bạn. À, Tám ơi, chào bà con gói. Tất cả mọi người, xin hẹn lại tuần sau. À, bye bye. Chúc Tám chúc Tám mua may bán đất ha. Bye bye Tám. Dạ, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và cảm ơn Năm. À.